Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Bão Berin đang phá vỡ nhiều kỷ lục buồn khi tàn phá vùng biển Caribe. Vào chủ nhật vừa qua, bão Berin đã trở thành cơn bão cấp 4 đầu hình thành ở Đại Tây Dương vào tháng 6. Không có cơn bão nào đạt đến cường độ cấp 4 sớm như vậy trong mùa bão, kéo dài từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11 hàng năm. Tin bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho hay, Bão Berin là lần thứ hai một cơn bão Đại Tây Dương đạt đến bão cấp 5 vào tháng 7 sau bão Emily trước đây. Sức gió duy trì tối đa của Berin đã tăng lên gần 260 km một giờ với gió giật mạnh hơn. Cường độ bão có thể dao động trong ngày mai, nhưng bão Berin dự kiến vẫn ở mức bão lớn khi di chuyển vào Trung Caribe và đi qua quần đảo Jamaica vào ngày 3 tháng 7. Dự báo bão mới nhất của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ lưu ý. Bão Berin đổ bộ vào khoảng 11 giờ sáng ngày 2 tháng 7, giờ EDT trên đảo Carriacou của Grenada với sức gió tối đa 240 km một giờ. Thủ tướng Grenada Dickon Mitchell cho hay, trong nửa giờ, Carriacou đã bị săn phẳng. Berin là cơn bão mạnh nhất từng quét qua chuỗi đảo Grenadines, theo dữ liệu của NOAA từ năm 1851. Thủ tướng Rab Gonsanvet thông báo tối ngày 1 tháng 7 rằng, Ít nhất một trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở Saint Vincent và Grenadines, đồng thời hàng trăm ngôi nhà và tòa nhà bị hư hại. Bà Berin đã để lại sự tàn phá, đau đớn, đau khổ to lớn trên khắp đất nước chúng ta. Ông nói, đảo Union, ngay phía bắc Grenada, đã bị tàn phá, với các báo cáo cho thấy 90% ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy nghiêm trọng. Thủ tướng Gonsalves cho biết, cơn bão cũng gây mất điện trên khắp quần đảo Winwood. Khoảng 95% diện tích đảo Grenada bị mất điện do bão Berin. Trung tâm dự báo bão có trụ sở tại Miami, Mỹ cho biết Berin dự kiến sẽ di chuyển về phía Tây, Tây Bắc, và đi qua gần Jamaica vào thứ tư, ngày 3 tháng 7. Chính phủ Jamaica đã ban hành cảnh báo bão trên toàn quốc, trong khi cảnh báo bão nhiệt đới có hiệu lực ở một số vùng bờ biển phía nam của Cộng hòa Dominica và Haiti. Theo quan sát của các chuyên gia, sức mạnh của cơn bão Berin rất đáng kinh ngạc. Berin mạnh lên từ một áp thấp nhiệt đới thành một cơn bão lớn chỉ trong vòng 42 giờ. Sự mạnh lên nhanh chóng của cơn bão là do nước ấm lên trên bề mặt đại dương đóng vai trò như nhiên liệu cho các cơn bão đang phát triển. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Mặc dù biến đổi khí hậu không nhất thiết làm tăng tổng số cơn bão mỗi năm, nhưng nhiệt độ đại dương ấm hơn sẽ làm tăng sức mạnh của những cơn bão hình thành. Ngày 1 tháng 7, đại diện phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của cục cảnh sát giao thông bộ công an về triển khai thông tư 28 của bộ công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32 và thông tư 24 Đơn vị đã triển khai việc kiểm tra giấy tờ liên quan của người tham gia giao thông và xử lý tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử. Ngay trong sáng cùng ngày tại nút giao đường Láng, Láng Hạ, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy biển kiểm soát 29F1712XX vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển phương tiện là chị BTH, sinh năm 1997, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Chị Hát xuất trình đăng ký xe, giấy phép lái xe hạng A1 trên ứng dụng VNeID, tiến hành tra cứu trên phần mềm tra cứu thông tin giấy phép lái xe của Bộ Công an cho kết quả thông tin trùng khớp. Với hành vi nêu trên, tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị BTH và tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Sau khi bị lập biên bản, chị Hát trình bày với cảnh sát giao thông do đang bận công việc, thiếu chú ý quan sát nên đã điều khiển xe vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông. Chị Hát thấy việc thực hiện theo quy định mới rất nhanh chóng, thuận tiện, không cần phải mang nhiều giấy tờ mỗi khi đi ra đường, tạo điều kiện cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Trung tá Đặng Hồng Giang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai thông tư số 28, đơn vị đã tổ chức phổ biến quy trình kiểm tra, kiểm soát và hướng dẫn việc xử lý, tạm giữ, tước giấy tờ trên ứng dụng VNEID, quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong những ngày đầu triển khai, cán bộ chiến sĩ sẽ tăng cường hướng dẫn người dân tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID và cách xuất trình các giấy tờ liên quan khi được yêu cầu kiểm tra. Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cũng đề nghị người dân chủ động tích hợp các giấy tờ liên quan trên ứng dụng VNeID để thuận tiện trong việc xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra và giải quyết các thủ tục hành chính. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ liên quan vụ cháy trung cư mini làm 56 người chết ở quận Thanh Xuân hồi tháng 9 năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về đảng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Ông Cường bị xác định có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Tuy nhiên, ông Thái đã nghỉ hưu trước khi công trình xây dựng này xảy ra vụ cháy làm 56 người chết. Theo đó, quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với 6 tầng, độ cao tương đương 20,2m, không tính tum thang, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4m2 trên thửa đất 240m2. Tuy nhiên, thực tế tòa nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng với diện tích khoảng 200m2. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành chung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống. Liên quan đến vụ việc này, công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nghiêm Quang Minh, chủ đầu tư công trình về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố cũng khởi tố 6 cựu cán bộ lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, ủy ban nhân dân phường Khương Đình và công an phường Khương Đình để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hồ Hùng, 30 tuổi, Hà Văn Khương, 30 tuổi, Đinh Viết Thắng, 28 tuổi và Nguyễn Khắc Ngọc, 40 tuổi, ngụ Hải Phòng, khi điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay. Chân tướng những đối tượng tham gia đường dây vận chuyển 179 kg ma túy tổng hợp từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, bước đầu được lực lượng chức năng tại Hà Nội làm rõ, bắt giữ và đang mở rộng điều tra. Trước đó, công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội 5 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy, cục hải quan thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra trọng điểm một số lô hàng từ Đức về Việt Nam. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng được vận chuyển từ Đức về Việt Nam, trong đó có các kiện hàng nghi chứa chất ma túy. Lô hàng nghi ma túy được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội, Hải Phòng, Tuy nhiên qua xác minh, các địa chỉ nhận hàng đều là giả. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động cán bộ, chiến sĩ, phân công thành 3 tổ công tác, truy vết toàn bộ đối tượng nhận hàng tại Việt Nam. Tại đường Phú Minh, Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trinh sát vây bắt Nguyễn Hồ Hùng và Hà Văn Khương, thu 60 thùng hàng nước táo say, nhãn hiệu Apple Mos tổng cộng 1.140 hộp. Kiểm tra các hộp thực phẩm này, Lực lượng chức năng phát hiện 450 hộp bên trong có túi ni lông, chứa viên nén màu xám. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy đó là thuốc lắc, tổng trọng lượng 179kg. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Hồ Hùng khai nhận, số ma túy trên là vận chuyển thuê cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội. Hùng khai đây là lần thứ ba nhận vận chuyển thuê. Theo lời khai, hai lần trước đó, vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024, Hùng vận chuyển và được trả số tiền công, lần lượt mỗi lần là 21 triệu đồng và 24 triệu đồng. Trong khi đó, Hà Văn Khương khai nhận được một đối tượng thuê để giám sát việc giao nhận ma túy cho Nguyễn Hồ Hùng. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Đinh Viết Thắng, sinh năm 1996 ở Nam Định và Nguyễn Khắc Ngọc, sinh năm 1984 ở Hải Phòng. Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây nêu trên. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hồ Hùng, Hà Văn Khương, Nguyễn Khắc Ngọc, Đinh Viết Thắng và điều tra mở rộng, tổ chức truy bắt các đối tượng khác có liên quan. Ngày 1 tháng 7, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO tuyên bố bão nhiệt đới Freddy kéo dài 36 ngày, gây thiệt hại về người và kinh tế ở Đông Nam Châu Phi từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2023 là cơn bão dài nhất từng được ghi nhận. Do di chuyển gần đất liền trong một khoảng thời gian dài, bão nhiệt đới Freddy đã gây tàn phá đặc biệt nghiêm trọng ở ba quốc gia, cướp đi sinh mạng của gần 1.400 người. Một ủy ban quốc tế gồm các chuyên gia của WMO xác nhận, Freddy duy trì trạng thái bão nhiệt đới 36 ngày và đây là kỷ lục thế giới mới về thời gian tồn tại dài nhất của một cơn bão nhiệt đới. WMO nhấn mạnh, Freddy đã chốt ngôi John, cơn bão hình thành ở Bắc Thái Bình Dương vào năm 1994 và duy trì trạng thái bão nhiệt đới trong 714 giờ, tức khoảng 29,75 ngày. Hiện John vẫn là cơn bão nhiệt đới có hành trình xa nhất với 13.159 km, trong khi Freddy di chuyển qua 12.785 km. Mặc dù WMO không chỉ ra mối liên hệ trực tiếp nào giữa tuổi thọ đặc biệt của Freddy với tình trạng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra, tuy nhiên trên chuyên trang bão nhiệt đới, WMO nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu không chỉ liên quan đến khả năng xuất hiện các cơn bão lớn ngày càng tăng mà còn liên quan đến sự gia tăng trực tiếp sức mạnh hủy diệt của chúng thành viên ủy ban của wmo đồng thời là chuyên gia về bão nhiệt đới làm việc tại trường đại học wisconsin của mỹ ông chris vanden nhấn mạnh freddy là cơn bão nhiệt đới đáng chú ý không chỉ vì thời gian kéo dài của nó mà còn vì khả năng tồn tại qua nhiều tương tác trên mặt đất điều này không may đã gây ra hậu quả đáng kể cho người dân ở đông nam châu phi do di chuyển gần đất liền trong một khoảng thời gian dài Freddy đã tạo ra sự tàn phá đặc biệt nghiêm trọng ở Madagascar, Malawi và Mozambique. Theo WMO, Malawi đã phải hứng chịu tác động đặc biệt nặng nề của cơn bão này với hơn 1.200 người thiệt mạng hoặc mất tích và hơn 2.100 người bị thương. Cơn bão xảy ra vào thời điểm đất nước này đang hứng chịu đợt dịch tả nghiêm trọng và tạo thêm nhiều khó khăn cho người dân với những trận mưa xối xả gây lũ lụt. Tại Mozambique, hơn 1,3 triệu người bị ảnh hưởng với hơn 180 người thiệt mạng. Ở Madagascar, gần 200.000 người bị ảnh hưởng bởi tác động của hiện tượng này. Theo WMO, nếu không có cảnh báo thời tiết do Meteo Frank đưa ra từ trung tâm khu vực Reunion, một hòn đảo của Pháp ở nội dương, cho phép thực hiện sơ tán, phòng ngừa và chuẩn bị sẵn thực phẩm, thì tổn thất về người sẽ còn nặng nề hơn nữa.